cooking book. I'm gonna put in the sauce, oil. The sauce. Half a quarter cup. I'm gonna put in quarter of sugar. Turmeric. Dried cream. Dried shrimp. Turmeric. Pepper. Soy sauce. Đây các bạn, bà xã đang làm món nước mắm mà mới giải phóng vô là thường là người ta làm món này với người ta cái tên là khó khỏe, nhưng mà cái này đậu thịt đó các bạn, mà là khó khỏe nhưng mà lại đậu thịt đó. Cái hồi mới giải phóng vô là chỉ có khó khỏe với nước mắm với muối với đường này nọ thì thôi đó. Nhưng mà bây giờ cái thời buổi ở đây thì là mình có đậu thịt vô đó. Sẽ làm cái món này đó. Món này cũng là bà xã thì cũng thường làm trong mình thì ra nhớ lại những cái thời gian ngày xưa cộng sản mới vô các bạn đó. Từ ăn ăn thịt cá xuống là chỉ toàn ăn có muối thôi. Bây giờ bây giờ trở làm những cái món đặc sản của Việt Nam, của nhà hàng này chấm với dưa leo, cuốn bánh tráng hay là cuốn với bánh tráng hay là cuốn với xào lách ngon lắm các bạn. Mắm kho quẹt mắm các bạn, mình là ăn với cơm nguội á, không là đưa cơm đó mà, đây chắc cũng ăn cả nồi. Okay, is that with the lettuce? Is it wrapped with lettuce? Giờ bà xã cúng cúng với Thank you.